Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có một chuyến khám phá một vùng đất mới trong thế giới Pixelmon ha. Và phần 1 thì chúng ta đã có thể bắt được tổng cộng là 275 em, trong khi chỉ mới gặp được có 340 em á. Còn rất nhiều Pokemon khác mà chúng ta cần phải gặp cũng như là bắt được để có thể thu phục hết những loài Pokemon có trong thế giới Pixelmon. Và mình đã đến vùng đất mới mang theo được mỗi duy nhất cái điện thoại này thôi. Với cái điện thoại này thì mình có thể tích hợp sẵn khả năng hồi máu cho Pokemon nè, rồi khả năng trao đổi, khả năng chứa đồ từ cái rương Ender, hoặc là hay hơn nữa còn có thể mở được cái máy tính luôn á. Và đây chính là toàn bộ những em Pokemon ở phần 1 mà chúng ta đã bắt được nè, cũng khá là nhiều đó ha. Và mình cũng đã sắp xếp nó lại rồi cho dễ dàng lựa hơn. Và phía sau này đó chính là những em Pokemon xịn sò của mình nè, từ bộ ba sáng tạo này, bộ ba thời tiết, bộ ba XYZ, rồi bộ ba thần thú, tánh kiếm, cũng như là những em legendary khác nữa. Mình sắp xếp cho dễ dàng quan sát hơn cũng như là sưu tầm ấy. Và đây là cái rương khởi đầu của mình ở vùng đất mới nè, cho dẫn như cũ, đó chính là một ít dụng cụ cũng như là bóng chứa Pokemon mình sẽ lấy để có thể khởi đầu tốt hơn ở vùng đất mới ha. Phía bên này thì mới vào thì mình gặp được cái em Laffy á các bạn ơi. Cái em này không biết mình đã bắt chưa ta, để mình xẹp sọt cái Pokédex cái đã. Mình đã bắt được cái em Fluffy này rồi. Em này hình như tiến hóa của Marip hay sao các bạn ơi. Và phía bên này thì có cái ngôi làng luôn nè, mình cũng khá là may mắn á, khi vừa xuất hiện thì đã ngay cái ngôi làng luôn. Cái này là một cái người dân trong cái ngôi làng thôi, và trong này có hai chị bán hàng. May mắn quá. Và mình sẽ vô kiểm tra coi hai chị này sẽ trao đổi cái gì. Chị này thì đổi cho mình bán cho mình ba cái bóng chứa Pokemon. Ui, cái chị bên này cũng bán bóng chứa Pokemon luôn. Wow, được nha. Và cái chị này thì bán cho mình nào là Ultra Ball, Deep Ball, Dust Ball, Heavy Ball, Repeat Ball nữa. Cái Repeat Ball này mình có thể mua để bắt những em Pokemon mà mình từng sở hữu nó tốt hơn á các bạn ơi. Được á nha. Rồi coi. Ở đây còn có nhà bác lò rèn nữa. Hên thiệt. Ở trên kia có em Pokemon Snubbull kìa. Hình như mình chưa có em đó các bạn ơi. Chưa, để vô kiểm tra bên đây trước đã. Ngôi làng này có chị y tá, tuyệt vời nha. May mà vẫn gặp được chị y tá. Và trong này thì có những cái lọ thuốc của chị y tá dùng để chữa bệnh cho mấy Pokemon thôi. Mình đã có được cái lọ nung sẵn từ nhà bác lò rèn á, nên cũng không cần phải xoắn cho lắm. Phía bên này thì cho mình được một cái chia sẻ kinh nghiệm nè, giúp mình farm kinh nghiệm tốt hơn. Rồi được một cái sáp play, mình có thể gom lại rồi triệu hồi thêm một đấng sáng tạo nữa. Yên cưỡi một cái cúp sắt. Cúp sắt này mình phải đem theo nè, có cúp sắt thì mình có thể bắt đầu đào được cả kim cương luôn rồi các bạn ơi, thật là tuyệt vời. Chứ bên này là nhà của bác thủ thư thôi. Ok, để bây giờ mình sẽ lên trên kia coi cái Pokemon đó mình có chưa ha, rồi mình sẽ bắt, tại vì hiện tại trên người mình có tới 13 cái bóng chứa lận. Mình tiền thì mình cũng mang theo cùng với cái điện thoại nè, nên mình có thể mua thêm bóng chứa Pokemon rồi bắt em này cũng được á. Ở trên này có cái loại berry gì nè, hay luôn. Cái này là Tanya Berry. Mấy loại berry bây giờ rất là cần thiết nha các bạn, dùng để chế tạo những cái món đồ ấy. Rồi và đây em chính là em Snubbull hả? Để mình xem thông tin ha. Sẵn đó thêm em ấy vô cái máy tính luôn. Đây. Và em này thì là hệ tiên. Wow, một em hệ tiên hả? Mới cấp 5 thôi. Và với cấp 5 này thì mình nghĩ mình nên lựa một em Pokemon cấp thấp y gan vậy để mình đánh cho nó chắc cố ha. Rồi coi cái nào cấp thấp không ta? Hoặc là mình cũng có thể bắt được luôn á. Để mình sẽ thử vận may nhé. Mình có một cái Gray Ball nè. Liệu rằng một cái Gray Ball có bắt được một em Pokemon level 5 hay không? Nếu bắt được thì em đó chính là em Pokemon đó đầu tiên mà mình bắt được ở vùng đất mới. Ui, nhưng mà có vẻ em này không chịu các bạn ơi. Thử với cái bóng thường coi. Thử vận may vùng đất mới nhá. Nếu mình nhớ không lầm thì ở phần 1. Ui, tao đâm đầu vô cây làm gì vậy? Đi từ từ thôi, có ai làm gì đâu mà vội như vậy. Ở phần 1 thì hình như em Pokemon đầu tiên mình bắt là cũng là một em hệ tiên các bạn ơi. Có vẻ khá là có duyên với em hệ tiên lúc mới đi vào ha. Ui. Cái khởi đầu của phần 2 có vẻ không thuận lợi cho lắm các bạn ơi. Mình dùng gần hết số Pokemon thường mới bắt được một em Snubbull thôi. Bù lại coi nào. Được thêm một cái loại berry nữa. Cái loại này thì
cho mấy em hình như hệ băng hay sao ấy, hay là chữa lạnh đó các bạn ơi. Ở phía bên này thì có một em Kakuna. Kakuna thì mình đã từng gặp rồi ấy. Rồi và ở đây thì có một vài cái Apricorn nè. Hiện tại vùng đất mới thì mình cũng phải tìm thêm những Apricorn rồi sau này chế tạo thêm mấy cái bóng chứa Pokemon đó, đỡ phải mua cho đỡ tốn tiền. Rồi phía này là cái em Zangoose, em đó thì mình cũng đã gặp và bắt rồi ấy. Giờ thì chưa có dừa, không biết sao ngủ qua đêm đây. Thôi tạm thời thì mình sẽ nhân giống trước hai cái cây này ha. Có bao nhiêu thì trồng trước bấy nhiêu đi các bạn ơi, cũng như trồng thêm berry để có cái mà thu hoạch ha. Rồi và trong lúc này thì mình sẽ đi xung quanh đây xem coi có những em Pokemon gì mới. Bên kia có gì bay bay nữa kìa. Và Snubbull là em Pokemon mình bắt được đầu tiên đúng không? Nên mình sẽ cho vô một slot mới luôn đi. Vùng đất mới thì mình sẽ đánh dấu cái ô này ha. Em này nè, hệ tiên đúng không? Được, hệ tiên thì mình sẽ cho đúng cái màu của hệ tiên luôn, để sau này mình dễ dàng sắp xếp hơn á. Hệ tiên đó rồi, đây 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 đây. Snubbull level 5. Và phía bên này thì có mèo thôi. Úi, một em Skitty, em này level 30 lận. Em này cũng khá dễ thương á, hệ thường thôi. Đánh dấu vô cái Pokédex nè, và mình sẽ thử đánh nhau với em này ha, để có thể bắt dễ dàng hơn. Và mình cần phải lựa ra em Pokemon cấp thấp thấp y gan vậy á. Coi nào, ở trong đây mình có hút hút nè. Hút hút mình bắt mà mình cũng ít khi đem ra lắm. Rồi có em Nikanda, mình nghĩ với hai Pokemon cũng có thể đỏ với em level 30 này rồi các bạn ơi. Hút hút của mình đã gu ngủ Kitty rồi. Mình coi coi mình có một quả Rayburn. Hy vọng Rayburn sẽ phát huy sức mạnh nhé. Hồi nãy mình bắt Snubbull cũng bằng Rayburn á. Đang ngủ nè. Ý. Hay quá hay quá. Đúng là khi Pokemon á, bị ru ngủ thì bắt nó dễ dàng hơn các bạn ơi. Mình đã bắt được hai em ở vùng đất mới rồi. Khá là may mắn đây. Và em này thì mình sẽ bắt đầu cho thêm một cái ô mới nha. Hệ thường đúng không? Hệ thường thì cho cái màu hệ thường liền. Sau này muốn tìm Pokemon thì nó cũng dễ dàng hơn á. Rồi cảm ơn hai em kia đã giúp mình ha. Rồi cho tạm thời cho mấy em này hồi máu nè. Đó, chỉ cần sử dụng điện thoại là hồi máu được luôn. Rất là tuyệt. Và mình đã hết bóng chứa rồi, chỉ còn có mỗi cái ba cái bóng thường thôi á, nên mình sẽ sử dụng ít tiền của mình để mua ủng hộ mấy chị này ha. Và giờ đang ban đêm nè, mình sẽ mua cho mình khoảng 10 trái đi. Ê, nhiều quá nhiều quá. 10 trái thôi cho mấy trái là hết tiền luôn á. 10 trái Dust Ball nè. Kế đến là những cái trái Ultra Ball để mình bắt mấy Pokemon Legendary, nhờ biết đâu mình gặp được đúng không? Cũng 10 trái luôn. Rồi thêm một ít cái Deep Ball bắt mấy em Pokemon hệ nước á. Và cuối cùng là cái Gray Ball đi, tại vì Gray Ball giá khá là rẻ mà tỷ lệ bắt nó cũng cao hơn cái bóng thường một xíu á. Giá nó cũng không trên bao nhiêu lắm các bạn ơi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vừa đi tìm một cái hang để mình bắt đầu đi mai á, và cũng như là tìm thêm em Pokemon ở vùng đất mới ha. Bây giờ bắt được hai em mới rồi đó, nhưng mà chưa gặp em nào xịn hết. Phía bên kia thì có em cái này là Garchomp đúng không ta? À không, Gapai, cái này là Gapai các bạn ơi, tiến hóa mấy thằng Garchomp. Và ở đây có em Yamask nè. Hình như em Yamask này mình chưa có hả? Ồ, em Yamask này mình chưa bắt được các bạn ơi. Đây là một em Pokemon hệ ma. Mình cũng rất 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 ít Pokemon hệ ma luôn ha. Để hôm nay mình sẽ lựa ra thêm một vài em nữa đánh với em này coi. Coi nào, cái em nào cấp thấp không? Kiếm cấp thấp thấp á, đánh nó mới hồng không? Tiêu diệt luôn các bạn ơi. Cấp thấp cũng khó. Ý. Có Pokemon hình như hệ băng thì phải nè. Được đó. Ồ, cũng như em này luôn. Em này thì các bạn có chỉ mình là em Pokemon cũng thuộc dạng hóa thạch ấy. Ủa đâu rồi? À đây đây đây, da mát nhỏ quá. Nhỏ xíu luôn á, suýt nữa thì mình không thấy rồi. Rồi, hồi máu lại. Suýt nữa thì tội mấy em ấy. Rồi, quýnh lại nhá. Giờ cho gỡ gạc lại coi nào, Yamask. Mình sẽ tấn công trước bằng kỹ năng hệ đất với em Rarangola nhá. Mình quýnh một cái em kia nhảy xuống hồ luôn rồi kìa. Yamask làm gì căng thẳng vậy, chưa hết nhảy xuống hồ né rồi. Và có vẻ đánh với em này thì mình dùng em Pokemon hóa thạch này không không ổn cho lắm các bạn ơi. Thử với cái em hút hút xem, hút hút có khả năng ngu ngủ á, hơi bị xịn luôn đó. Rồi và mình sẽ sử dụng kỹ năng Hypnosis này nè. Hình như kỹ năng này sẽ có hiệu ứng phụ là gây ngủ. Đó 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 đó, các bạn thấy gì chưa? Dính hiệu ứng ngủ rồi nè. Em Yamask đâu rồi? Chuẩn bị về đội của anh nào. À, mình sẽ sử dụng một cái Deep Bond đi, tại vì em này đang lội lội dưới nước nè. Dùng Deep Bond thì tỷ lệ bắt nó sẽ cao hơn ấy, trong lúc đang bị gu ngủ nữa chứ.
Và đó. Hôm nay thì hút hút đó đã phát huy sức mạnh rồi nha, hơi bị tốt luôn. Và hồi máu lại đi. Vậy là mình đã bắt được ba em ở vùng đất mới rồi. Còn ở đây có em Diglett nè. Ê ê, làm gì đi đi đâu mà vội vậy? Diglett mình chưa có luôn. Rồi thêm vô cái Pokédex nha. Và em này là hệ đất hả ta? Và trước khi đánh với em đó thì mình sẽ tạm thời cho Charizard của mình nghỉ ngơi một xíu ha. Khi nào mình cần bay thì mình sẽ triệu hồi Charizard ra các bạn ơi. Còn giờ thì mình sẽ trừ một ô đó để chứa em Diglett này. Rồi và mình sẽ hồi máu đàng hoàng nè để chiến đấu tốt hơn. Và em này hai em Diglett luôn. nhưng mà em này to hơn, mình sẽ bắt em này ha, tại vì em này có kích thước bự hơn nè. Rồi và thử tấn công coi. Yamask coi nào, tấn công bằng kỹ năng có hệ băng luôn hả? Yamask có một kỹ năng hệ băng các bạn ơi, thử tấn công xem. Mấy em kia có vẻ tấn công không xi nhê cái em Diglett này các bạn ơi, chắc sử dụng chiến thuật cũ quá. Chiến thuật gu ngủ á, không biết gu ngủ em này có được không ta. Thử nha. Hypnosis nè, để em coi. Ngủ đi Diglett ơi, ngủ đi còn về đội của anh nữa. Rồi rồi rồi. Dính skill ngủ ngủ của mình rồi nhá. Sau đó thì quăng bông chứa thôi. Giờ thì chưa có tối hẳn á, nên mình thử dùng cái Gray Ball trước đi các bạn ơi, để xem coi có chinh phục được em Diglett này không nhá. Nãy giờ Gray Ball cũng khá là xịn á. Đúng rồi, Gray Ball lại tiếp tục phát huy sức mạnh, bắt được em Diglett luôn mà không cần phải đánh em ấy mất miếng máu nào luôn á. Dưới bên này có một cái con boss Scizor cấp độ Ray thôi. Được được, mình sẽ hiến máu trước đi, rồi sau đó lựa lại dàn Pokemon của mình nha. Đánh con boss đầu tiên ở vùng đất mới coi nào. Và mấy em này thì mình sẽ cho qua bên đây đi, mình sẽ cho tạm vô đây thôi các bạn ơi, một xíu mình sẽ sắp xếp lại cho nó gọn á. Rồi và đánh với boss thì mình sẽ đưa ra những em Pokemon mạnh của mình, chẳng hạn như là Charizard nè, rồi Greninja, Dioxide, cũng như là Darkrai đi. Mình nghĩ đánh với con này mà còn bốn Pokemon là đủ rồi các bạn ơi. Rồi Charizard chính, à không, Greninja đi. Greninja chính là người bạn đồng hành đầu tiên mà mình sẽ đưa ra ha. Rồi sử dụng kỹ năng tuyệt kỹ Z nè. Tấn công đầu đấy, dám chống. Và mình sẽ sử dụng cái kỹ năng Water Shuriken á. Kỹ năng này mình thấy của Greninja rất là mạnh luôn các bạn ơi, đánh rồi mất máu từ từ á. Greninja đánh vậy là đủ rồi, giờ thì để cho em Charizard ra trận để thể hiện coi nào. Phun lửa đi Charizard ơi. Đấy, đánh với hệ bọ thì dùng lửa đánh khá là hiệu nghiệm á các bạn ơi. À, mình được một cái cánh cứng nè, kẹo cũng như là phôi sắt thôi. Khá tốt đó. Mới vô cho được cái cánh đeo là hết sảy rồi. Dưới đó thì có cái em, cái em này hình như mình bắt chưa ta? Để mình xem trước nhá. Xa quá, nó cái Pokédex không nhận được ấy. Rồi em này là chưa bắt à, mình bắt rồi, em này mình đã từng bắt rồi các bạn ơi. Vậy là mình sẽ không có bắt thêm em đó ha. Bên phía bên này có cái em gì mà to vậy, em đó như mình cũng bắt rồi luôn hay sao ấy, lên trên kiểm tra thử coi. Mình sẽ lên trên đây để check cho kỹ càng nhá, để không thôi bỏ sót em mà mình chưa bắt thì hơi ổn á. Em này có vẻ là mình chưa có bắt rồi. Rhyhorn nên nhìn khá là giống tê giác ha. Rồi và mình sẽ hồi máu là cho mấy Pokemon của mình nè, cấp 25 thôi. 25 thì mình nghĩ không nhất thiết phải dùng mấy Pokemon mạnh đâu, dùng mấy em cấp thấp thấp xíu cũng được á. Rồi liệu rằng hú thúi có thể gu ngủ được các em Pokemon to này không nhá. thử trước các bạn ơi. Rồi sử dụng tuyệt chiêu gu ngủ nè, rồi sau đó bong bóng chứa thôi. Mình thấy cách này khá là hiệu nghiệm á, hy vọng là sau này mình sẽ sử dụng cách này hiệu nghiệm lên với mấy em Pokemon mà huyền thoại luôn á. Rồi và quăng một cái Rayborn thử xem, nếu mà Rayborn khó bắt quá thì mình sẽ bắt bằng mấy cái bóng khác á cho tăng tỷ lệ hơn. Và có vẻ cái này thì không thành công rồi. To quá mà gu ngủ nó cũng lâu lâu hụt các bạn ơi. Rồi gu ngủ lại nè. Ui, chưa kịp gu ngủ nữa đã bị hút một phát rồi. Em này có tính á, nếu không chịu gu ngủ thì thôi, chiến đấu cũng được mà, mình cũng có mấy em Pokemon mạnh chứ bộ. Đấy, các bạn thấy tí lét không? Bé xíu đi thôi chứ thật ra đánh rất là mạnh luôn á. À, đang giảm sức phòng thủ của mình hay sao kìa. Tiếp tục tấn công bằng skill hệ đất này. Rồi 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 rồi, máu đã rất là hấp rồi. Đằng này mà không chịu về đội thì hơi phí nha. Em Rhyhorn, mình sẽ quăng cái Rayborn đi. Mấy em này thì mình nghĩ dùng Rayborn là vừa thôi các bạn ơi, chứ dùng Ultra Ball thì nó lại hơi phí á. Rồi và cái thứ hai này có vẻ
vẫn chưa thành công. Tôi lắc 3 lần rồi. Lắc thêm một lần nữa là về đội của mình rồi đó. Nhưng mà không được. Vậy thì... Đấy. Rainbow không chịu mà dùng bóp thường bất thì lại chịu. Ủa, hiểu em đó thiệt luôn. Và mình sẽ hồi máu cho mấy em Pokemon của mình ha. Rồi nãy giờ thì mình cũng đã bắt mấy em Pokemon vùng này rồi ấy, để mình tập trung đi tìm một cái hang cái đã. Quên đi tìm cái hang một hồi á, không có đồ đạc để cái như là sử dụng đâu. Tại vì là dùng đất mới mà nên mình cần phải cố gắng bắt nhiều hơn các ở tìm nhiều đồ hơn các bạn ơi. Ở đây có Scizor nữa nè. Ở Cedar chứ nhầm, Cedar tiến hóa mới thành Scizor. Nhưng mà để khoan mình bắt em đó cũng được, tại vì mình đã có một em Scizor rồi. Mình muốn đi tìm một cái hang trước ấy. Lười cười nãy giờ chưa có cái hang nào đi đi đào khoáng sản sắt rồi aluminium các kiểu ấy. Nhưng mà có một con boss này mình nhìn mình muốn đánh nó ghê ta. Ok, đó bây giờ mình sẽ lựa ra dàn Pokemon rồi mình sẽ đánh con boss này cái đã. Không đánh không được. Đây rồi, đây rồi. Houndon hả, Houndon. Pam luôn Houndon nè chứ không có ngán đâu. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa Mega để đảm bảo sức tấn công của cái em Charizard cũng như là phòng thủ của em ấy tăng lên đáng kể nhá. Rồi sau đó chịu chỉ với Houndon thôi. Mà phải công nhận là Houndon khi tiến hóa Mega nhìn rất là giống chó địa ngục luôn á. Wow, tấn công hơi bị mạnh luôn kìa. Này thì chó địa ngục nè. Rồi và mình đã kéo được cũng ngang ngang máu mà là con Houndon nó tấn công mình ấy. Và mình sẽ tấn công tiếp bằng một cái năng hệ lửa xem coi. Rằng hệ lửa có xi nhê với cái con Houndon này hay không. Ủa hệ lửa có vẻ vẫn gây được sát thương cho Houndon nè. Hay á hay á. Inferno là cái năng hệ lửa mạnh nhất của mình hiện tại rồi nên mình sẽ ưu tiên sử dụng nó nha. Ui nhưng mà lần hai thì tấn công không thành công. Thử sang kỹ năng hệ thường xem. Rồi rồi rồi. Gặp Charizard tiến hóa Mega X của mình lẽ là nhùng lại liền. Tuy nhỏ con Houndon nhưng mà tấn công một phát là Houndon đã gục và rơi ra cho mình một cái Adamant Orb, một cái Dustone Shard nữa nè. Que quy lửa rất là tốt ha. Rồi phía bên kia thì có Pokemon hình cây kiếm cũng như là hai Pokemon nữa. Để một xíu quay trở lại thì mình sẽ bắt em đó sau nhé. Còn giờ đi tìm cái hang các bạn ơi, tranh thử tìm hang chứ. Không thôi hết chết thì sáng luôn, mình cũng không có chỗ để đào mai á. Và đi được một lúc thì mình đã gặp được một cái hang rồi các bạn ơi. Và cái này không chỉ đơn thuần cái hang đâu mà nó là hẳn một cái ravine ấy. Ở dưới có quá trời khoáng sản kìa, sắt kìa. Và phía bên kia thì có sắt tiếp. Amethyst nữa. Nhưng mà giờ làm sao để xuống dưới mà an toàn ta. Mình định nhảy xuống cái hố nước đó nhưng mà nếu mà hụt thì chắc chắn rồi đó. Gãy chân á các bạn ơi. Nhưng mà phải làm liều thôi. Liều ăn nhiều thôi nhá. Rồi 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 rồi. Đập cái ô này xong là nhảy luôn đó. Chớn bắt một chớn thì là xa rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ha. Nhảy một pha nhá. Đi thôi. Giật chân là về nhà luôn đấy. Ui. thành công rồi các bạn ơi. Rồi và mình sẽ lấy nốt cái số cái này là quặng sắt đúng không? Tại vì quặng sắt với cái quặng aluminium á nó na ná nhau á các bạn ơi, nên mình đào không kỹ. Ủa mình nhìn không kỹ là mình sẽ bị nhầm ấy. Rồi và mình đã lấy được một mớ rồi. Hướng này vẫn còn sắt nè. Còn cái này vẫn là sắt luôn. Cái aluminium thì nó sẽ dễ biết hơn tại vì nó sẽ có cái màu đậm hơn một xí á. Và trên này thì có cái này là crystal nhá chứ không phải những cái những cái kim cương các bạn ơi. Và phía bên này là than. Vừa than cũng rất là cần tại vì mình cũng cần phải nung nấu mà. Rồi và phía trên này thì mình đã dọn dẹp sơ sơ rồi. Thế nhưng mà đây là Pokemon gì đấy? Ở dưới hang mình cũng gặp được Pokemon nè. Cái này là Zubat hả? Đúng không? Không, cái này là Wubat các bạn ơi. Mình chưa gặp em Pokemon này luôn. Hệ tiên và hệ có hệ tâm linh hệ bay á. Rồi từ em đó thì không thẳng mình bắt sau á, tại vì em đó xuất hiện cũng khá là nhiều mà. Rồi và bây giờ mình sẽ tập trung vào việc kiếm thêm quán sẻ mới được. Mục tiêu của mình trong ngày đầu tiên ở vùng đất mới á là có được những thứ cơ bản để có thể thuận lợi hơn trong những ngày sắp tới. Và không thể quên đó chính là đào thêm quán sẻ. Leslie thì khỏi phải nói rồi. Ui. Ui trời, Gatly còn cười nữa. Ui mà kia cắp đâu xuống đây vậy. Xuống hang chi còn nhảy đinh đạch nè. Xuống nước đi. Đó đó, các bạn thấy ma kia cắp nghịch không? Tự nhiên anh chui chui xuống đây chi không biết nữa. À không, cái này là crystal. Nhìn xanh xanh cứ tưởng kim cương không chứ. Rồi đào ra cái nè.
Coi coi biết xuống xuống nước xuống nước, đừng có trên nước còn nhảy đành đạch giùm cái. Tại vì xa mặt nước là Mikey Cap sẽ nhảy đành đạch hả. Và phía bên này thì mình có thêm những cái quặng sắt nè. Nãy giờ thì mình chưa gặp cái quặng cái đó là alumium đó các bạn ơi. Mình được một cái hóa thạch. Ê ở đây có em thỏ nữa nè, lấy thêm than đi. Rồi ui ui quá trời than luôn. Phía trên mình đang xuất hiện Tornadus kìa. Nhưng mà Tornadus thì không thẳng mình bắt á, tại vì bắt Pokemon điện thoại tốn kém rất là nhiều các bạn ạ. Dưới bên này mình nghe tiếng của một em Pokemon kêu. Để xem coi các bạn đồ nhỏ sẽ dẫn mình đến đâu nhá. Ủa nó chưa lớp bạn đồ nhỏ kịp. Ui một em Pokemon đang mất máu. Đừng mà, hình như em Pokemon bay á. Đừng 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 gần lắm rồi. Ủa sao hết nghe tiếng rồi. Ui có ổn không đây. Mình nghe tiếng mất máu bạch 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 bạch. Mà bây giờ hết nghe gì luôn rồi. Nghe tiếng nó chảy không ơi. Gần lắm gần lắm. Ui mình gãy luôn cây cúp sắt rồi. Có được đúng cây cúp sắt rồi. Nhưng mà ở dưới này á thì mình vẫn có thể chế tạo được cái lò nung đó các bạn ơi. Mình sẽ làm trước cho mình cái lò nung ha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu nung ra những cái sắt thôi. Cái này mình có tới 40 mấy quặng luôn nè. Thoải mái mà kiểu như là chế tạo luôn. Là mình làm thêm vài cái lò nung nữa đi ta. Mình có nhiều mấy cái than mà. Đây làm thêm một mớ lò nung nữa ha. Thì một cái ở dưới nữa đi. Chặn 4 cái luôn. Rồi sau đó tốc độ nấu của mình sẽ tăng lên đáng kể cho xem. Rồi chia qua đây một miếng nè. Đây một miếng than cũng như đây một miếng than. Rồi cái này thì cũng chia ra nữa. À, vậy là mình đã có thể nấu cùng lúc ba cái lò nung còn lại rồi. Đấy và tiếp tục với cái công việc kiểu như là đi tìm các em Pokemon hồi nãy thôi. Nãy mình nghe tiếng bạch 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 á, nhưng mà giờ hết nghe rồi các bạn ơi. Hình như em đó mất máu xong rồi ngõm hay sao rồi. Rồi một cây cúp bằng sắt, đi tiếp thôi. Ủa không biết, ê, ở đây có Amethyst. Khá tốt, khá tốt, khá tốt. Và mình đang ở tầng thứ 16 rồi. Còn một xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ xuống tới tầng 11 á. Và dưới tầng 11 thì sẽ có tỷ lệ gặp được kim cương đấy. Nên ha, chịu khó một xíu các bạn ơi. Tìm được kim cương trong ngày đầu sẽ là rất là tuyệt vời. Ý, mình gặp được vàng nè. Được tổng cộng 11 quặng vàng rồi. Quá là tuyệt vời. Ủa nhưng mà cái tiếng nước chảy ở đâu vậy ta? Mình cứ nghe tiếng nước chảy ấy. Hồi nãy còn nghe tiếng Pokemon nữa nhưng mà giờ nghe rồi. Không còn nghe nữa các bạn ơi. Có cái nào trên đầu mình không ta? Mà hồi nãy mình đào lên trên đầu thì không thấy em Pokemon hay là cái hang động nào hết. Đấy, đi lên thì lại mất cái tiếng ấy nè. Khó hiểu thật sự luôn. Cái minimap của mình không hiểu sao nó không lót ở dưới lòng đất nữa. Lại có thêm crystal. Ê còn có thêm sapphire nữa. Hết sảy hết sảy. Sapphire với crystal, những loại khoáng sản này giai đoạn đầu cho mình khá là nhiều kinh nghiệm luôn. Rồi và mình sẽ lắp lại chỗ này để có thể đi tiếp và đào thêm kim cương ha. Ủa đi tìm kim cương chứ nhầm. Nãy giờ có được viên kim cương nào đâu mà đòi đào thêm. Và mình có được bao nhiêu rồi. Được 11 quan sát mới nữa. Nãy giờ cái lò nung bên kia chắc nó cũng nấu gần xong rồi ha. Đấy nhưng mà cái phần alumium có vẻ hơi khó tìm các bạn ơi. Mình chưa có cái quặng alumium nào luôn. Phải có cái alumium á thì mình mới chế tạo được những cái dụng cụ cũng như là những món đồ cần thiết của việc săn bắt Pokemon nữa. Đi rồi cuối cùng thì cũng gặp được một cái hang. Nghe tiếng em Diglett ở đâu đây á? Ta-da! Ở đây có em Golett và Kim Cương. Đi rồi, lấy cái sapphire này trước đi. Ở dưới này cũng có em Aron nữa nè. Ủa nhưng mà em Diglett đâu vậy ta? Ủa em Diglett đâu vậy? Rõ ràng mình nghe tiếng em Diglett á. Rồi lấy thêm cái này nhá. Kiểm tra ở dưới chỗ này coi coi được bao nhiêu viên. Nếu mà không có gì thay đổi thì ở đây sẽ có được 4 7 7 quặng các bạn ơi. Mới vô được 7 quặng kim cương. Ý có 6 thôi à. No. Cứ tưởng được 7 quặng ai về có 6 quặng thôi các bạn ơi. Thôi kệ đi. Ba cái viên kim cương này thì mình sẽ làm một cây cúp kim cương nè. Còn ba cây còn lại thì mình sẽ để dành làm những cái món đồ khác nhá. Ui hên quá hên quá.
Chết nữa thì mình lọt xuống đây rồi. Có ba viên mà mất chắc ổn lắm á. Ở đây có Golet nè, mình xem coi Golet. À, Golet thì mình cũng đã có bắt rồi các bạn ơi. Golet mình có bắt rồi. Phía trên này thì có những cái mảnh đá lửa nè. Mình sẽ lấy để có gì tiến hóa thêm những em Pokemon khác ha. Chắc phải vứt bớt đồ rồi. Nhiều đồ quá hả. Vứt bớt mấy cái đuốc đi. Rồi, và lấy thêm cái này. Tạo ra một cái hai mảnh và mảnh thứ ba đi rồi. Chỉ niềm mai hôm nay có vẻ khá là may mắn đây, tìm được quá trời khoáng sản luôn á. Và không quên lấy thêm than nhá, để dùng lâu dài luôn đó. Lần này thì mình sẽ vứt bớt thêm cái phôi sắt này đi. Ê không không không, vứt cục này đi chứ, cục đá mà, cục đá thì không có cần thiết lắm đâu. Và phía bên này thì có thêm kim cương hay không? Mình đang rất có niềm tin vào mấy cái hang này á. Mới xuống mà gặp được kim cương là thấy vui rồi. Và đào nốt số này luôn ha. Được thêm một tí cái quặng ruby nè. Mình sẽ vứt ra những cái cát đi. Lấy thêm redstone. Ây, ừ cúp à. Không không, cứ đi tiếp nữa các bạn ơi. Đây 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 đây, em biết led nè. Thì ra đứng bên đây kêu hoài. Em đã có tiếng rất là đặc trưng luôn các bạn ơi. Đứng từ xa mình vẫn có thể nghe được á. Rồi và chắc bây giờ mình sẽ trở lại cái chỗ đào của mình á. Rồi mình sẽ lấy hết cái số sắt rồi sau đó đi lên trên thôi. Hôm nay đi mai đến đây là mình cũng thấy khá là vui rồi, vì đã mang về được những viên kim cương đầu tiên á. Vừa mới lên mình đã gặp được Raveler các bạn ơi. Em Raveler này thì mình chưa có bắt được. Ok, mình sẽ thêm vô Pokédex trước nhá. Để bây giờ mình sẽ chạy về ngôi làng cái đã. Trong người của mình quá trời đồ luôn rồi, mình cũng cần quái chế tạo thêm một vài thứ nữa ấy. Chứ bên này thì có Geodude nè. Geodude sau này tiến hóa sẽ trở thành Graveler các bạn ơi. Mà mình chỉ mới có Geodude thôi. Hay là sắp tới mình tiến hóa Graveler Shiny đi ha. Tại vì mình có Geodude Shiny á. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Tại vì mình có rất ít em Pokemon Shiny luôn. Hy vọng sẽ tiến hóa mấy dễ dàng ha. Và phía bên này thì có em Fennekin. Fennekin á, em này thì Có hai dạng tiến hóa luôn. Em này khi tiến hóa lần một sẽ trở thành một Pokemon gì đó, và tiến hóa thêm một lần nữa sẽ trở thành cái em Delphox mà mình bắt ở thế giới Ultra Beast của phần 1 nè. Ra là vậy. Ui đã nha. Rồi giờ thì đã về tới ngôi làng rồi các bạn ơi. Sau khi về ngôi làng thì mình sẽ nhanh chóng chạy đến cái chỗ nhà bác Hà Rang nè. Và sau đó sẽ đặt thêm hai cái lò nung nữa. Nhưng mà mình lỡ để mấy cái lò nung ở dưới rồi. Thôi kệ đi, không sao đâu. Và mình sẽ dùng một cái gỗ bạch dương để làm cái bàn chế tạo nè. Bàn chế tạo thì đặt ngay trong nhà luôn đi, để dễ dùng. Sau đó thì nối cái rương này thành rương to và cất hết đồ vô trong thôi. Lúc nào cũng phải mang theo cái điện thoại trong người các bạn ơi. Điện thoại trong đây không thể thiếu được đâu. Rồi và bây giờ mình sẽ nấu ra cái số khoáng sản trong mấy cái lò nung này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với công việc chế tạo thôi. Trong lúc chờ đợi cho nó nung mấy cái khoáng sản này ra thì mình sẽ chế tạo cho mình một cái cây cúp bằng kim cương nhá. Tại vì mình đang rất là cần kim cương để ăn cúp kim cương để mình đào hắc diệm thạch á. Cái đấy là một cái xô nè múc nước tránh trường hợp rớt xuống lava, và một cái đe. Cái đe này thì mình sẽ đập ra những cái nắp á, để mình cũng như là cái đế để mình có thể chế tạo bao chứa Pokemon tốt hơn, vì trong này đã có được cái cây hammer bằng platinum rồi. Aluminium rồi, nên mình sẽ không cần phải chế tạo thêm cái hammer khác ha. Đè thì chắc chắn phải đặt trên thay thế cái cục này đi. Đặt ngay chỗ này nè. Đó, vậy là hợp lý, đúng chuẩn nhà của bác Hở Rèn luôn. Đặt cái này ở đây, cái này ở đây để trang trí nhá. Phía bên đây đang có một em hô ba. Nhưng mà hô ba chỉ mới level 50 thôi. Liệu rằng hút hút á, có kịp ngủ không ta? Nếu mà hút hút ngủ thành công thì mình có thể kiểu như là tung bóng chú Pokemon và bắt em này á. Hy vọng thôi, chỉ biết hy vọng mà hút hút gu ngủ. Thành công đi, thành công đi, thành... Ui chết rồi, gu ngủ thành công thiệt. Mày quá, mày quá. Bóng chứa Pokemon Dustball phát huy sức mạnh đi, Dustball ơi. Hoba là một Pokemon huyền thoại rất là mạnh luôn. Nhưng mà có vẻ khó các bạn ơi. Cái em Hoba này mà tỉnh ngủ thế nào cũng quýnh em hút hút mình thế. Quất cần câu cho coi á. Nên tranh thủ lúc mà còn đang dính hiệu ứng ngủ mình nghe bắt thử á. Thôi xong rồi, hết hiệu ứng ngủ rồi các bạn ơi. Mình mới tung được có vài cái bóng chứa thôi á. Chứ bây giờ mình mà không dùng kỹ năng gu ngủ mà dùng một kỹ năng tấn công hô ba á, thì chắc chắn sẽ không gây được nhiều sát thương rồi. Mà đằng khác là còn bị quánh nữa. Ủa nhưng mà giờ gu ngủ hết được rồi hả? À đây nè, gu ngủ tiếp được rồi nè.
Hồi nãy mới ngu ngủ hụt á. Rồi tiếp tục quăng Dustbone hoặc là một bóng chứa nào đó để thử xem coi có chinh phục được Hoppa không ha. A few moments later. Tại vì mình đã ngu ngủ thất bại á, nên mình sẽ farm luôn em này ha. Và thử cho các em Marmota coi sau khi tiến hóa ở phần 1 á, thì mình chưa cho Marmota vào chiến đấu các bạn ơi. Nè Marmota nè. Nhìn mặt rất là căng thẳng luôn. Và ưa có thói quen ngước mặt lên trời á. Thử tấn công bằng chiêu lửa coi. Lửa đánh với lửa. Ui đánh với một em Hoppa ha, mà kéo được gần phân nửa máu luôn. Có vẻ Marmota cũng rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, quả thật không uổng công mình nhé, cho mấy tiến hóa và mình sẽ cố gắng tấn công thêm một hit nữa coi xem hit thứ ba liệu có kết thúc được hay không. Vẫn chưa các bạn ơi, pha phần máu của Hoppa đang rất là yếu nè. Thử bắt thêm vài lần nữa nhá. Biết đâu được mình dùng thêm vài lần nữa thì lại chinh phục được Hoppa thì sao, nên cần phải thử á. Rồi và cái đất ui cái đất spawn lần này vẫn như mấy cái lần trước, chui ra rất là nhanh luôn vì Hoppa mạnh mà nên rất là khó bắt á. Rồi đuông. Mình đến Deathborn rồi, giờ chỉ còn có Ultraborn với Rayborn thôi. Thử một cái Rayborn ha. Biết đâu đổi gió dùng Rayborn thì lại được thì sao. Vì mình thấy ban đêm nên mình mới dùng Deathborn thôi, chứ thật ra Rayborn nó không thực sự tốt bắt vào ban đêm đâu. Và đây chính là cái Ultraborn cuối cùng các bạn ơi. Mình cũng hết sạch bóng chú Pokemon rồi và có vẻ không bắt được luôn. Em hóa ba rất là khó bắt luôn á. Nhưng mà thôi, các bạn có chỉ mình đó là ví dụ mà bắt không có được á, thì nên farm để lấy thêm kinh nghiệm á, nên mình sẽ cố gắng farm thêm em Hoppa này để lấy thêm miếng kinh nghiệm nhá, rồi chia sẻ cho mấy em khác, rồi còn cùng nhau lên cấp nữa. Chứ mấy em này mình mới bắt á, nên thành thị nó không được mạnh cho lắm á, cần phải rèn luyện thường xuyên các bạn ơi. Rồi và Hoppa cũng tí tẹo má, mà đánh ai hết chưa gục được nữa nè, có vẻ cấp khá là thấp. Rồi ba hết rồi. Và liệu rằng hết cuối cùng này có kết thúc được hay không? Những thứ tư. Rồi, kết thúc được không ba? Mang về được một ít kinh nghiệm và cũng như là... Ui, quá trời em lên cấp luôn kìa. Em Snowball đã lên cấp và học được một kỹ năng mới này các bạn ơi. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng đuôi này nhá. Ui, học được hai kỹ năng luôn. Lượm luôn. Ui, mình được Ngọc Ender nè. Khá tốt đó nha. Bóng chứa Pokemon trong người mình giờ hết sạch rồi. Để chạy về mấy chị bán hàng coi coi có món nào tốt tốt không rồi chúng ta sẽ mua ha. Hết hồn hết vía các bạn ơi, tự nhiên mình chạy vô cửa hàng không thấy chị nào hết, mình thoát ra vào lại mới gặp được mấy chị này á. Ủa hình như mới cập nhật cái bóng chứa thấy đúng không? Ý hình như cái đó sai sai các bạn ơi. Chị này bây giờ lại bán thêm mấy cái Energy Powder, Heal Powder nè, X Attack rồi SP Attack gì nữa nè. Hay nha, hay nha. Friend Bond. Xem nào mình nên mua bấm nào đây ta. Giờ còn bán thêm Nest Bond với Lure Bond nữa kìa. Ở cái Heal Bond này mình rất là ít xài á. Hình như mình có nhưng mà mình chưa có kịp xài phần 1 á. Nên giờ mình sẽ mua tạm thử 4 trái đi. Rồi mua thêm một cái Rayborn nữa bắt cho nó tiện. Rồi tầm này thôi, tao mình sẽ đi qua cái vùng Savannah một xíu cái đã, thì vì lúc mới vào mình có nghĩa qua bên đây á, thấy có vùng Savannah, mình cũng chưa qua bên bển nữa để coi coi bên đây có gặp được cái gì đặc biệt không ha. Thôi nào, ui vừa lên gặp mèo nè. Các bạn có phần mỏ của mèo kìa. Còn kêu mèo mèo nữa chứ, có hiểu thiệt sự. Rồi coi coi hướng bên này tiếp tục là khu rừng gỗ Bạch Dương à. Hình như mình có duyên với cái khu rừng gỗ Bạch Dương lắm á, đi đâu cũng gặp được hết. Rồi phía dưới là cái em Electrai thì theo như cái Pokédex của mình thì mình đã có bắt một em ở trong cái máy tính rồi các bạn ơi. Thế nên mình sẽ không có bắt thêm em đó ha. Đi xa hơn một tí coi. Phía này thì có em này có để giới tính luôn kìa. Nidoran. Em này là được à. Tìm thử trong máy tính của mình coi. Để mình sẽ search cái Nidoran. Ê nè, mình có một em đực cấp 4 rồi. Wow, bây giờ tiện ngay luôn em Nidoran có hình thể giới tính ở phía trên nữa các bạn ơi. Nhìn một phát biết liền. Ê ê ê ê. Pipilion. Làm gì đây. Ui trời, Zubat đâm đầu vô cục đất chứ. Ảo nào mất máu quá trời. Và phía bên này thì nó đang bị cháy vì cái đống lava này. Mình phải dập đi các bạn ơi. Dập đi để không hồi nó cháy qua lan quanh nó lát lắm. Đây, dập 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 dập. Ở đây có cái em Littel. Ui con
Con bướm bay mất tiêu rồi, mất bướm rồi. Mất bướm luôn rồi. Mới gặp con bướm mất tiêu con bướm luôn chứ. Ok, không con bướm bắt con mèo cũng được. Để ở đây có hình như có con mèo đúng không? Con mèo hay con cuốn lửa gì đó. Để mình sẽ cố gắng bắt nhưng mà mình phải cho hút thuốc ra cái đã. Thì hút thuốc biết ngu ngủ á. Ngu ngủ thì bắt nó sẽ dễ hơn á các bạn ơi. Rồi, ngu ngủ nè, lít lít. Em này là lít leo nhưng mà quýnh mình một cát. Một phát cái hút thuốc mình mất quá trời máu luôn. Chưa kịp ngu ngủ luôn á. Ui em này cứng rồi cảm ơn ơi. Chưa kịp ngu ngủ đã quýnh cái em hút thuốc của mình thấy ngất xỉu rồi. Thôi cho Yamas mình vô trận cũng được. Các bạn xem này. Hai em này ha, dùng skill qua lại toàn skill phòng thủ thôi, không có tấn công á. Với lại hệ nó không có đánh được nhau hay sao các bạn ơi. Nên chắc mình sẽ đổi Pokemon đi. Chứ qua lại hoài không có em nào mất máu á thì biết chừng nào mình bắt được. Rồi và mình sẽ ui. Thử xem. Đây là lần đầu mình dùng cái Heal các bạn ơi. Lúc trước mình mở ra trong một cái Lucky Chat á và được luôn kìa. Ý, lần đầu dùng Hillborn đã bắt được luôn rồi. Mở được thêm một cái thành tựu á. Mình sẽ kiểm tra cái máy tính lại ha. Đây máy tính của mình nè. Em đó sẽ nằm ở vị trí nào đây ta? Đây đây đây. Detail. Đây đây các bạn xem nè. Hồi nãy mình mới đánh Detail mất máu đúng không? Nhưng mà giờ đã hồi lại full máu rồi. Tốt ghê tốt ghê. Thì ra cái Hillborn nó giúp mình chữa trị vết thương ngay sau khi mình đánh bại hoặc là thuần phục các em Pokemon đó. Rất là tốt, rất là tốt. Phía bên này thì có con boss Zizor tiếp nè. Để mình thử coi. Coi cái con rồng độc này lúc trước mình có bắt được á. Xem coi nó có thực sự mạnh không nhá. Thử với con boss trước coi coi có hiệu quả hay không. Rồng độc nên sử dụng kỹ năng hệ độc luôn. Ví dụ nhưng mà rồng độc này hơi ốm thì phải. Con rồng gầy chơi xương luôn các bạn ơi. Rồng thì nhìn á, có vẻ rồng người ta nhìn có vẻ rất là ngầu. Còn rồng mình gầy trơ xương luôn. Mà đánh cũng không có mạnh nữa. Ốm yếu thì sao mà đánh mạnh nữa. Ai... Thế là em ấy đã bị ngủm rồi. Cũng một phần chắc tại bị khắc hệ hay sao các bạn ơi. Nhưng đừng lo, Magma là một Pokemon hệ lửa nên đánh với hệ bọ sẽ rất là có lợi á. Nên sẽ sử dụng Flame Burst nè. Coi nào đón nhận đi Zizor ơi. Đấy, một hit liền. Và mang về được một cái Rayranium Z luôn. Với những cái Aluminium Ingot á. Nãy giờ mình tìm không có Aluminium nhưng mà đánh boss thì nó lại ra. Hay ghê á. Phía đằng kia cũng có cái em cuốn lửa nữa hay sao kìa. Ở đây thì có em Electrai bình thường thôi, gắn Ekan. Ekan thì mình đã có bắt rồi. Như vậy trong ngày đầu tiên ở vùng đất mới thì mình đã bắt được một vài Pokemon ở đây này các bạn ơi. Team em này không thực sự mạnh nhưng đó là một cái khởi đầu cũng khá là thuận lợi đó. Chính là tiền đề để sau này mình gặp được nhiều Pokemon mạnh hơn và có thể bắt được nhá. Và khi đi mây thì mình cũng đã may mắn mang về được 3 viên kim cương nè. Cũng như là 3 viên khác để mình có thể làm được cây cúp kim cương luôn. Có thể đào được khắp nhiệm thạch và xuống Nether rồi. Trong thời gian gần thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.